Young Rafi. I'm back. Huh. Let's go. Đứng trên cao đừng nhìn xuống, để không hiểu điều mình muốn. Họ không có gì để mong, nhưng khi làm được thì kể công. Đứng trên cao đừng nhìn xuống, đời không hiểu điều mình muốn. Điều ta làm thật khổ công, nhưng không vừa lòng họ đổ xong. Dưới đèn sân khấu phản diện phát cấu, nhưng ta kiểm soát từ flow. Đâu là thứ mà ta đang giấu, đam mê nung nấu ấp ủ từ lâu. Tìm hành che, không thể che, không cần than đổ lỗi vì ai. Ta đang sống, đôi chân hay phóng, vì ta không giống với bất kỳ ai. Người ta đang muốn làm mê băng qua phương xa, tao ra giữa kẹp bề quanh ta nhiều tình huống, chỉ cần phân bùa hơn tôi từ môi trường khắc nghiệt. Âm thanh này đang cuốn đi voi nhìn xuống của đứa chưa có thiên ác liệt. Cái già này đắt thiên đắt thiệt. Let's go get to it, do it. Come on. Who I am, I'm the king in my life, yeah. Đứng trên sàn sáng như vàng on the mind, yeah. Who I am, I'm the king in my mind, yeah. Who I am, who I am. Vậy sẽ rơi mất đi vương miệng. Đừng quá thật lòng, hoặc chỉ có ta là phương tiện. Cô đi không đẹp để ta ngồi chơi xin lương thiện. Trong tay là vương quyền, kiểm soát mà vương diện. Tôi đã trên vai, cô đã trên vai. Khi cái mai mai ta rõ highlight, anh cho vương vai. Đấy mắt con trai T-O-M-Y-D, chỉ có một câu mà right. Ai đúng mà sai, câu trả lời ở tương lai. Đừng chia sẻ vào online, khi cô nhảy như tìm phải. Cái sản phẩm như tìm lại, khi vị trí như tìm phải. Cái tình thật như tìm phải. Sẽ rơi mất đi vương miện. Đùa thật lòng mà chỉ có ta là phương tiện. Cuộc đời không đẹp để ta ngồi trên sân lưu thiện. Trong tay là vương quyền, kiểm soát mà phương diện. Dù bay hoa nâu vẫn nói vào ngày mai, nhưng bỏ lỡ cơ hội chỉ tránh cho một điều không có nên lừa ngay. Dù với tâm hồn bên trong một cơ thể thuộc công ty nào gây hại, ta sẽ lao thẳng về đích, bỏ lại một chi tiết với tốc độ không thể tay không thể say ha. Đừng thấy đâu mình về người khác. Đừng thấy đâu mình về người khác. Đừng thấy đâu mình về người khác. Đôi khi chính ta là chính ta. Đừng thấy đâu mình về người khác. Đừng thấy đâu mình về người khác. Đừng thấy đâu mình về người khác. Vì anh cũng chính là chính ta. Mr. Noi Arty. Mr. RTT, yeah. Mắt em chớp chớp hai nháy. Ba người tranh nhau thi đua, không thể giữ chắc chắc tay lại, không thể đừng hỏi chi thua. Thầy anh có chiếc hai cánh, cổ luôn lấp lánh khăn để sạch tông. Vòng ba anh cho hai đấy, khiến cho u buồn không thể lệch tông. Lời em nói thấm sâu thính qua, mắt em giống cả lớp kính râm. Xưa chưa anh nghèo giờ hối hận chưa? Này anh sang giàu giờ hối hận chưa? Con tim anh đâu dễ dãi cho em giờ, để mà vội vàng trao đi chất tí. Anh đã học được môn võ lạnh từ trong đôi mắt chi đất khi bước lên xe đi overnight. Anh thích nghệ thuật đừng bán đến giấy tờ. Chiều lên Nga Lai nguyên đêm lai dai. Bao cuộc vui cuồng đến anh thấy giờ. Yêu đương gì tầm này nhà bao viên rồi. Lỡ đập đầu vào chạy làm sao thì thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao viên rồi. Sẽ được ngôn tình anh cho ao trên thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao viên rồi. Lỡ đập đầu vào chạy làm sao thì thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao viên rồi. Sẽ được ngôn tình anh cho ao trên. Bao việc làm. Yêu đương hôm nay anh không mà
nhạc. Yeah, bao việc, bao việc, bao việc làm. Xin thôi khiến môi anh vội vàng. Yeah, như sống sét boy anh là the top. Tẩy em trắng xóa như là cờ lá. Em này là ai vậy Tony T? Tôi đang bận livestream on TV. Em đi sói đói sẽ không thả nái. Chi phải nói dối sẽ không xả vai. Cố tình hứng cho xương ở trên bả vai chứ. Lại thường chờ anh đến và giờ thả lái. Hẹn em hôm nay em là bảo mái. Anh chỉ hôn tay không lừa đảo ấy. Anh cần thảo mộc không cần tháo mày. Em cần bao bọc không cần bão lại. Bước lên xe đi overnight. Anh thích nghệ thuật đừng ban anh giấy tờ. Chiếu lưng na lai nguyện đêm lai dai. Bao cuộc vui cuộc đêm nay anh thấy rằng yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi. Đã đắp đầu vào chẳng làm sao thì thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi. Chắc đặt ngôn tình anh cho out trend thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi. Đã đắp đầu vào chẳng làm sao thì thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi. Chắc đặt ngôn tình anh cho out trend. Bao việc, bao việc. Giờ cho anh nghèo rồi hận chưa. Bao việc, bao việc. Này anh sang giàu rồi hận chưa. Hẹn em hôm nay em lại bảo mai. Anh chỉ hôn tay không lừa đảo ai. Anh cần thảo mộc không cần tháo mai. Em cần bao bọc không cần bao lại. Bước lên xe đi overnight ride. Anh thích nghệ thuật đừng ban anh giấy tờ. Chiều lần nào là nguyên em lại dài. Nguyên em bao trai theo sao đâu mà em thấy mơ. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi. Lá đắp đầu vào tranh làm sao thiệt thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi. Chắc được ngôn tình anh cho out trend thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi. Lá đắp đầu vào tranh làm sao thiệt thôi. Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi. Chắc được ngôn tình anh cho out trend thôi. Ok. Peace for love man. Và con nhớ về những ngày con ở bên ba mẹ. Những ngày đó thật sự được tuyệt vời. Con nhớ những chiều ăn ốc với mẹ ở quán cái mê. Nhờ chiếc xe canh nén ngồi ông ba già bộ say xe. Nhờ ngày đầu bên bếp mẹ dạy con nấu thay mẹ. Nhờ những bài nhạc cổ điển mà hai ba con mình vẫn hay nghe. Con từng ví mình là ngọn cỏ, còn ba mẹ là cả rừng cây. Xe mình là một chú chim nhỏ, được bao bọc giữa lưng chừng mây. Khi ba nấu mắt không còn rõ, không còn tỏ, thì con biết ông trời đang cướp hai người con yêu nhất đi từng giây. Ba không muốn con theo nghệ thuật, vì con đường này không chắc chắn. Mẹ sợ rồi sẽ bị lật, trong khi con mãi mơ đắc thắng. Nhưng con sẽ không dừng lại, dù vẹn vật thế gian đổi dời. Chỉ cần một niềm tin duy nhất thì con vẫn sẽ cố, để mai sau này ta đổi đời. Nhiều người họ ghét sao băng, ước mơ họ như vết dao găm. Điều họ cần là cảnh quay quần bên mâm giao thừa vào Tết bao năm. Nên con yêu bữa cơm gia đình, con món cá và canh cải xoăn. Và yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Và đó là tất cả những gì mà con muốn nói. Con yêu ba mẹ nhiều lắm. Bây giờ chuyện một chút cảm xúc nha. Anh con bé thêm một lông lo thật phong cách. Làm phần này sống động không giống như ở trong sách. Anh tháo bỏ sự cổ điển đi. Anh muốn khi mọi người gặp anh họ bảo là anh trông út. Anh có con xe hai bánh. Làm vợ anh xong anh cho em sanh hai bé. Em xin không cho ai sánh. Tình yêu ta dành cho em thì em lo vai trắng. Những cái từ này dành cho em không phải là những lời giả dối. Mỗi khi ngắm em là say, say quên cả lối. Bạn bè gọi Nobita vì thì em là bảo bối. Anh không thể sống thiếu em, chỉ muốn bên em cả tôi. Em chịu cưới long hông. Anh hứa anh sẽ bỏ đi cái thói long bông. Sẽ không đi sớm về muộn để em đợi trong mong. Nguyện làm con ngựa cho em cởi nhông nhông. Như người nước ngoài căng thẳng, bởi trong anh lúc nào cũng lo ấu. Không đâu đâu anh chỉ đến văng vẳng. Vài câu chuyện cười để ta kể cho nhau. Đông hạ xuân thu em đều tươi vui. Đơn giản trơn tru perfect vui vui. Em là thỏ trắng, anh là sói và mày săn. Và yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Chuyện đó tưởng sang những người anh em. Hula everybody hãy đưa cánh tay lên. Nào rap quyết chính là một thước phim. Và khoảng thời gian ta bớt nhau là dữ liệu cần thế vào. Anh là thí trí được ký Tony D. Một điều mà em muốn nói rằng kết quả nó có hề chi. Quả là một vinh dự chưa đã tới trình vỏ. Hãy yên tâm là đêm sẽ hết mình ở đây. Đường cũng thẳng như lường chạy lông. Đôi lúc đi ngược cày dông. Nhưng tôi biết chỉ cần cố gắng thì đến một ngày cũng được trả công. Khi khó khăn như một con quỷ luôn chục chục đều vô lấy tôi. Có thêm động lực chăm chỉ và mình đã làm được rồi đó thôi. Mong mọi người lúc nào cũng vui như đứa trẻ con và tuổi mới. Nên chúc một ngày tốt lành và chúc ngủ ngon vào buổi tối. Tự coi mình là con thiền lạc và âm nhạc là ngọn hải đăng. Nên yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Yêu bản thân, yêu mọi người, yêu người thân, yêu nụ
cười. Yêu liền khen chê của ba mẹ khi có ung thi còn lười. Yêu chị Su, yêu anh Rick, yêu anh Will Remastic, yêu anh Thiên Binzy, yêu cả ekip chương trình vì đã cho em cơ hội lên TV. Khi nhịp beat này không cần phát, tôi vẫn rap vẫn thật là ác, mang ý chí của một chiến binh, tự như vôi cực cứng cáp lại tâm sự không khoác lác, dèm pha trôi ngược hướng khác. Và tôi yêu chương trình này vì đã cho tôi được đứng rap. Và sau nhiều lần đã bị trói buộc thì thử đoán xem hôm nay thằng Ducky này có thể nói được gì. Three of them say to me, baby I choose this rhyme. Để rồi thì chú vịt vàng lại làm cho ca sở thú nhịp nhàng. Nhưng mà rồi một ngày vịt bị cuốn phăng đi, quên đi bao nhiêu yêu thương xung quanh chỉ để chạy theo đống money. Bao nhiêu suy tư bây giờ cần đi làm ăn gì. Ta bay theo hương, bay theo hoa, just like a bee for honey. And just like that, vịt tự nhủ là bản thân không được nhu mì đi. Vịt đánh đuổi anh em bạn bè lấy bộ đồ Louis V để trở thành người đàn ông tham vọng, nhưng từ xung quanh thật ra đều là không quan trọng. Vì dần biến thành một người khác sau khi lên TV, nở một nụ cười fake và làm mọi cách để bán được CD. Vì từ bỏ cả lý trí mặc kệ người ta có nói gì nghĩ gì, vì chỉ cần tiền có trong ví thì là bao nhiêu buồn đau sẽ qua đi, qua đi, qua đi. Tiền thật nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, vẫn có lúc đau đầu, lấy ai chỉ sự vui mà không giàu đau. Tiền nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm được nhiều việc của mình hàng ngày. Chả hiểu nhiều tiền để làm gì mà giờ vì vàng vẫn có lúc mà không vàng đây. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Chả hiểu nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để mình làm được thật là như điều thần kỳ. Yeah yeah, có nỗi buồn là phải xua đi u. Tôi ghé anh thua đi thu, ngồi uống rượu với thằng Huawei u. Làm nhạc hay lại mà mua đi cu, mua cho cao rich trên bạc tích. Đừng luôn đi dưới danh châu phi, ta vẫn cứ làm điều ta thích. Nhiều tiền nhưng vẫn phải low key. Bao nhiêu kỳ quan ta đã thấy ở đời, bây giờ không phải quan tâm đến chuyện giấy tờ rồi. Checking Rolly sẽ là mấy giờ rồi, là khi mà hai ta đi chơi như cô ấy mà lời. Ước mơ giờ thực hiện được là chuyển thẳng 1 tỷ đồng này cho Denver. Cũng có nghệ sĩ lớn tạo ra concert, anh em tao đốt cháy giờ hầu đêm show. Tiền thật nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, vẫn có lúc đau đầu, mấy ai chỉ sống vui mà không sầu đau. Tiền nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, vẫn cứ lâu đầu, đến khi nợ mà rơi lấy tiền mà nào. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Rồi một mai bao suy tư và ưu lo của ta đi. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Tháng lên hỏi ông trời là đời còn bao nhiêu. Quy đổi tiền thành phần quà tranh thủ gửi tặng người ta yêu. Hôm nay con ra phố mua cho mẹ ngôi nhà với cánh đồng vây quanh, bởi vì con biết bố rất yêu môi trường nên tặng bố quả bồi để mà trồng cây xanh. Yeah yeah, ba mà khuyên ta không nên mơ về đồng tiền, ba đã dạy ta không dùng tiền mà lộng quyền. Có rất nhiều thứ có thể mua được bằng tiền, nhưng con tim ta thì tiền không được làm phiền. Bao suy tư ăn ngăn chồng gai xung quanh tao cho ta chút quay gì. Chú vịt vàng giờ là quả tên lửa thì thế làm ngòi nổ và ta bút bay đi. Vẫn có lúc đau đầu, mấy ai chỉ sống vui mà không sầu đau. Tiền nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, ta vẫn cứ lao động để khi nước mắt rơi lấy tiền mà lau. Vậy thì tiền nhiều để làm gì? Vậy thì tiền nhiều để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Dù một mai bao suy tư bao lâu của ta đi. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để rồi một ngày mai ta mang ước mơ ta bay thật, mang ước mơ ta bay thật, mang ước mơ ta bay thật xa. Quý vị và các bạn thân mến, vòng tử thần đã khép lại. Và dĩ nhiên tử thần sẽ mang ba người đi mất. Tôi không muốn điều này bởi vì họ đều là những minh tinh trong lòng tôi cho đến giờ phút này. Họ quá ưu tú và thật sự xót xa nếu để
bất kỳ một ai đó ở lại trên chặng đường. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn phải làm điều đó. Thưa quý vị, trước tiên hãy chào đón sự trở lại của cả 4 thí sinh. Nói thiệt, tôi ôm mỗi em một cái. Hôm nay các em hay quá. Em nên giảm cân, em ôm không hết con người em. Em vừa phải thôi, Duy đó kìa. Tận trái tim tôi, các em là những con người tuyệt vời. Tụi em xứng đáng là những người lọt vào đêm chung kết của nhiều mùa thi, chứ không phải gặp nhau như thế này. Tôi vẫn muốn lắng nghe ý kiến của mọi người về một cái trận đấu khủng khiếp như thế này. Số bói. Đúng là nãy giờ bài nào cũng chất lượng, thực sự làm cho các voting đang rất là lo lắng. Dạ, quá quý. Nó làm cho em rất là khó chọn lựa luôn á anh Thành. Thì ai cũng mạnh, ai cũng xứng đáng được đi vô chung kết nữa. Thiệt sự. Garrick. Khó. Em nghĩ đây là một cái quyết định vô cùng khó luôn. Nó vượt ngoài cái chữ hình dung của em. Tại vì chưa bao giờ em nghĩ em sẽ được ngồi ở một cái sân khấu mà có thể chứng kiến liên tục những cái tiết mục nó hay như vậy, và nó rất là nhiều màu sắc khác nhau. Và các bạn đã làm tất cả điều đó một cách rất chỉnh chu, từng ly từng tí một. Chính vì sự chỉnh chu của tất cả các bạn khiến cho em cảm thấy bị ngợp. Và bây giờ nếu như em có là Ramastic Anxiety, em nói thật vô cùng khó khăn đưa ra quyết định. Ô, nhưng mà quyết định của bọn em như bọn anh thôi. Chúng ta ngang hàng. Bên cảm thấy là trong mỗi tiết mục của bốn em, cái sự chỉnh chu ở trong mỗi cái màn biểu diễn của tụi em, từng cái bước đi tụi em đi trên sân khấu ngay lúc nào, từng cái đoạn lên giọng ra sao, xuống giọng ra sao, mỗi tiết mục nó đều xứng đáng là cái tiết mục trong đêm chung kết hết. Anh chỉ muốn nói là chúc mừng tụi em vì những cái màn trình diễn đó và cảm ơn tụi em. Tụi em làm rất tốt. Và thưa quý vị, mỗi một tiết mục của đêm hôm nay đều là một tiết mục để loại những tiết mục khác trong các cuộc thi, mà để bốn tiết mục như vậy gặp nhau để loại nhau thì thật sự là vô xót xa vô cùng. Nhưng mà thật sự phải nói rằng là nếu không có những cái này xảy ra thì sẽ không có cái gọi là lịch sử. Chúng ta vừa làm được một trận chiến tuyệt vời và ấn tượng nhất tại Rap Việt 2020. Và mỗi người một phiếu. Sáu vị hãy bình chọn cho ai mà quý vị cảm thấy xứng đáng nhất để đi tiếp với Rap Việt. Một phút bắt đầu. Có kết quả rồi. Hey, tôi che quá tôi không thấy đường. Yeah. Alo. Oh yeah. Alo. Ladies and gentlemen. Yeah. Alo. Em muốn nói hay em muốn nghe? Anh Justy có điều muốn nói ạ. À, muốn nói. Yeah, mời em nói. Hả? Em thấy anh test mic. Không, anh thấy mày test mic, anh test mic cùng em. Thế à? Ô, em đang đi. Tôi đề nghị nhốt họ lại cẩn thận trước khi họ phát ra những gì linh tinh tiếp theo. Xin cảm ơn. Không, nhưng mà tại lúc nãy em chưa được nói, em cũng đang muốn nói. Đúng rồi, bọn em đều chưa được nói. Nói đi. Thực sự là bọn em muốn được đứng lên để cùng lắng nghe kết quả cùng với tất cả các bạn. Tại vì cả bốn bạn đều mang đến những cái phần trình diễn cực kỳ là nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay. Yeah, why not? Mời quý vị. Thưa quý vị, cái hành động vừa rồi thể hiện sự kính trọng của mọi người dành cho những gì tụi em đã thể hiện. Mỗi một cá nhân hôm nay là một nghệ sĩ rap thật sự. Và trong 6 phiếu, có một người nhận được 2 phiếu, một người nhận được 4 phiếu. Xin mời hai người được tôi xướng tên bước lên một bước. Các bạn là những người nằm trong diện được bỏ phiếu.
đó là Jidaki và Lord. Mình thật sự mình rất là sợ lo. Và người chiến thắng để có mặt trong đêm chung kết Rap Việt 2020 là Jidaki, Jidaki. Xin một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho Jidaki. Cảm ơn em. Và give it up for Tony D, Lloyd và Artie. Hãy nói lên những cái cảm xúc của em trong giây phút này. Lời nói đầu tiên chắc em xin cảm ơn tất cả các vị tiền bối đang có mặt ở đây. Em đã có một cái chặng đường có thể nói là một cái bước sải đối với em. Mà cái bước sải thì đôi lúc nó không có chắc chắn, nhưng mà em đã chuẩn bị tâm lý. Và em chỉ muốn nói là em cảm ơn người thầy của em. Cảm ơn gia đình vui cho em tinh thần cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Em không hối hận bất cứ điều gì hết. Dạ. Và đó là Tony D. Em chỉ muốn nói là đây quả thật là một trận đấu tuyệt vời và là một vinh hạnh cực kỳ lớn đối với em. Và em yêu mọi người rất nhiều. Đối với RT thì đây là một vòng đấu bản thân mình cũng cảm thấy rất là khoai sắn ngay từ đầu rồi. Nhưng mà cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã chỉ dạy em rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh em trong team. Dù gì thì giống như Thành Rô ngày xưa cũng đã nói, chiến đấu trong vinh quang, ra đi trong huy hoàng. Vâng, xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón ba thí sinh thưa quý vị. Tony D, Lord và RT.